Kính chào quý vị, chúc quý vị có một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình ngày mới của BRT. Ngày mới hôm nay sẽ có những thông tin nào đáng chú ý? Trong vòng quay 24 giờ, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị thông tin tiếp theo về tình hình nhiều người dân vì nôn nóng mà đã tự ý xông vào đất rừng do công ty lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quản lý để trồng mì. Trong câu chuyện về ai thế nào vì sao, mời quý vị làm quen với một bạn luôn phát huy tính sáng tạo và đã có nhiều sáng kiến làm lợi cho ngành dầu khí với số tiền không nhỏ. Thưa quý vị, hồ chứa nước, hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Và thực tế đã có không ít sự cố xảy ra liên quan đến hồ đập bị vỡ, trở thành nỗi ám ảnh những hộ dân sống quanh lưu vực hồ. Mùa mưa bão năm 2018 đang vào cao điểm. Tình hình hồ đập thủy lợi đã và đang được các cấp ngành chức năng đảm bảo an toàn ra sao? Vấn đề sẽ được đề cập trong gõ cửa ngày mới. Quý vị cũng đừng bỏ qua thông tin chia sẻ ở phần cuối chương trình với câu chuyện về mô hình trồng cộng sinh cây hoài sơn giúp nhà nông thu về lợi nhuận hàng tỷ đồng. Còn bây giờ thì ngày mới sẽ bắt đầu với những ghi nhận trong vòng quay 24 giờ. Tăng cường tuyên truyền vận động người dân không tự ý lấn chiếm đất rừng tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh. Nhìn nhận về mức độ nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong chương trình thời sự tối 14 tháng 7, nhiều hộ dân tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc đã tự ý vào khu vực công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu quản lý để trồng mì. Dù biết rằng hành vi này là vi phạm pháp luật. Ngay sau đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp xử lý tình huống phát sinh. Tại cuộc họp, theo sự chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong buổi tối 14 và ngày 15 tháng 7, các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ các chủ trương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó không tự ý lấn chiếm đất rừng trái phép. Báo cáo tại cuộc họp vào sáng 15 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, ngày 14 tháng 7, khoảng 70 hộ dân nằm trong danh sách 219 hộ được xem xét giao khoán đất rừng đã mang theo dụng cụ và cây mì giống vào tiểu khu 38 do công ty quản lý để trồng mì. Diện tích mì do người dân tự ý trồng trong ngày 14 tháng 7 đã đến hơn 5 hecta. Các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản 33 trường hợp vi phạm. Hiện tại, các lực lượng bảo vệ cán bộ của công ty lâm nghiệp túc trực 24/24 giờ ngăn chặn hành vi lấn chiếm đất rừng của người dân. Theo nhận định của Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc, do rơi vào chủ nhật và người dân đã hết hom giống mì, nên trong ngày 15 tháng 7, người dân không tiếp tục trồng mì trên diện tích đất của lâm trường. Nhưng dự báo những ngày tiếp theo, tình trạng này có lẽ không dừng lại. Chính vì vậy, trong cuộc họp sáng 15 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động dưới mọi hình thức để người dân hiểu rõ về những chủ trương của tỉnh, không nôn nóng quá khích ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Các ban ngành đoàn thể của huyện cùng với lại các ban ngành đoàn thể của xã là tăng cường công tác vận động. Khi làm công tác vận động cũng phải có biên bản vận động để đặt xã biết cái chuyện đó nó không phải là dừng ở đây nữa mà phải đưa ra truy tố trước pháp luật. Cũng trong sáng 15 tháng 7, các ban ngành đoàn thể của tỉnh như Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ, tỉnh đoàn và các ngành có liên quan cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc thành lập 6 đoàn công tác đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động nhắc nhở người dân thực hiện tốt chủ trương của nhà nước, không lấn chiếm đất rừng trước khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra quyết định chính thức về việc giao khoán đất rừng tại công ty lâm nghiệp. Việc giải quyết của tỉnh thì đang trên cái chủ trương đã đang xem xét để giải quyết cái chính sách an sinh xã hội. Nhưng mà gần đây thì bà con một số là vô trồng tỉa trong cái đất của lâm nghiệp, cho nên là cũng muốn xuống là vận động các bà con là mình chấp hành các chủ trương, trong khi chờ thì mình không gây những cái áp lực nó khó khăn cho chính quyền địa phương. Hai nữa là cũng làm như vậy là mình cũng không đúng cái pháp luật, vi phạm pháp luật. Dưới sự vận động của các ban ngành đoàn thể tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiều hộ cũng ý thức được hành động lấn chiếm đất rừng là vi phạm pháp luật. Song song đó, các hộ kiến nghị nhà nước nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng về việc giao khoán đất rừng để người dân an tâm sản xuất. Giai đoạn 2018-2020, Bà Rịa Vũng Tàu không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở hoạt động du lịch dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên triển khai thực hiện với các dự án đầu tư du lịch thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường du lịch sinh thái.
Bà Rịa Vũng Tàu cũng phấn đấu 100% loại hình du lịch phát triển theo hướng bền vững, lồng ghép chặt chẽ vấn đề bảo vệ môi trường du lịch với các quy hoạch, kế hoạch, dự án du lịch. Đến năm 2020, thì Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu có 100% các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện mô hình du lịch xanh. Đây là mục tiêu đặt ra của đề án đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt. Để hoàn thành những mục tiêu đặt ra trong đề án đảm bảo môi trường hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện quyết liệt thời gian tới là giảm thiểu các hoạt động gây ô nhiễm môi trường du lịch, xây dựng kế hoạch lồng ghép, tổ chức các hội nghị hội thảo liên quan đến việc đảm bảo môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Đối với các địa phương Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Côn Đảo, Long Điền và Đất Đỏ sẽ thành lập và đưa vào hoạt động trung tâm bộ phận thông tin và hỗ trợ khách du lịch, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ công chức phụ trách quản lý môi trường du lịch, nhân viên người lao động tại các doanh nghiệp du lịch, đội ngũ lái xe của các phương tiện giao thông công cộng, tiếp tục triển khai trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường. Với việc số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 chỉ thực hiện được 13.780 tỷ đồng, đạt 47%, không đạt kế hoạch đề ra, dẫn đến số thu ngân sách địa phương hiện đang hụt thu là 280,967 tỷ đồng. Bà Rịa Vũng Tàu đã đề ra nhiều giải pháp tăng thu từ nay đến cuối năm. Để tăng thu ngân sách nội địa trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp lĩnh vực mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao. Ngành chức năng cũng tập trung xử lý thu hồi nợ động thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc tổ chức thực hiện cho từng đơn vị thu, định kỳ công khai trên phương tiện truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế, phấn đấu thu nợ động thuế từ nay đến cuối năm đạt 547,8 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6 năm 2018, tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt 63.400 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 47,48% tổng dư nợ, cho vay trung dài hạn chiếm 52,5% tổng dư nợ. Theo đánh giá của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, mặt bằng lãi suất được giữ ổn định. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm khoảng 0,5% năm lãi suất cho vay đối với các khách hàng tốt. Lãi suất cho vay hiện nay phổ biến khoảng 6 đến 9% năm đối với ngắn hạn, trung và dài hạn khoảng 9 đến 11% năm. Đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, mức tín nhiệm cao, lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ khoảng 4 đến 5% năm. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như cho vay bất động sản, cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính được chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Nợ xấu được kiểm soát tốt và duy trì ở mức dưới 3% năm. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2011, đến nay cơ sở vật chất của trường Trung cấp Y tế Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn khá mới và khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng từ 1.000 tới 1.200 học sinh. Thế nhưng việc thu hút sinh viên vào học không như mong đợi, dù mỗi năm trường chỉ tuyển sinh từ 100 đến 200 chỉ tiêu mà số hồ sơ nhà trường nhận được cũng chỉ khoảng 50%. Học viên ít khiến cho các hoạt động của trường gặp nhiều khó khăn trở ngại. Năm học 2017-2018, chỉ tiêu tuyển sinh của trường Trung cấp Y tế Bà Rịa Vũng Tàu là 200 học viên. Nhưng trường chỉ nhận được hơn 90 hồ sơ đăng ký học và trong số đó chỉ có 50 em nhập học. Còn năm nay, trường đặt chỉ tiêu tuyển sinh 200 với 100 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy, 100 chỉ tiêu hệ trung cấp vừa học vừa làm. Sau gần 2 tháng tuyển sinh, trường chỉ nhận được hơn 30 hồ sơ đăng ký. Hôm nay em đến trường Trung cấp Y tế Bà Rịa Vũng Tàu với mục đích là nộp hồ sơ vào ngành y sĩ. Mục đích của em là học một cái ngành y để biết thêm kiến thức và y học để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã. Theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, từ năm 2021, các bệnh viện, cơ sở y tế sẽ ngừng nhận điều dưỡng, kỹ thuật viên y học, dược sĩ, nữ hộ sinh, hộ lý có trình độ trung cấp. Quy định trên cùng với việc đề án nâng cấp trường Trung cấp Y tế tỉnh lên cao đẳng chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua đã khiến cho trường không thu hút được người học. Từ năm 2016 trở về trước thì trường chịu sự quản lý của Sở Giáo dục Đào tạo. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2017 trở về đây thì là trường lại chịu sự quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Vì vậy mà khi mà chuyển đổi cơ chế quản lý giữa hai cái ngành đó thì nó cũng có những cái thay đổi về văn bản pháp luật. Chính vì vậy mà cái đề án của chúng tôi nó chậm trễ là như vậy.
Hiện nay, trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang trong lộ trình thực hiện tự chủ một phần kinh phí, tiến tới tự chủ hoàn toàn. Do đó, học viên quá ít gây khó khăn cho các hoạt động của nhà trường. Theo lãnh đạo trường, để thu hút người học, mấu chốt là trường được nâng cấp lên hệ cao đẳng. Do vậy, bên cạnh sự tự thân nỗ lực hoàn thiện các điều kiện nâng cấp lên cao đẳng, nhà trường rất mong đề án nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bà Rịa Vũng Tàu lên trường cao đẳng Y tế Bà Rịa Vũng Tàu cũng sớm được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành thông qua. Thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm pháp như là xâm nhập cơ sở dữ liệu của các ngân hàng, doanh nghiệp, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng. Ranh giới giữa không gian mạng và đời thực rất là mong manh đã đặt ra thách thức cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý môi trường mạng hiện nay. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt 2 đối tượng người Trung Quốc và 4 đối tượng người Việt Nam tổng cộng hơn 44 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này lập một tổng đài ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sau đó gọi điện thoại vào số máy bàn của người dân để dò hỏi thông tin. Khi biết chủ thuê bao có tiền gửi ở ngân hàng, chúng tự xưng là người của cơ quan công an, rồi yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản của họ. Với thủ đoạn này, nhóm đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng của 3 bị hại tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một trường hợp ở tỉnh Khánh Hòa. Cũng mới đây, thông qua mạng xã hội, một người đàn ông nước ngoài có nickname là Middleman đã có hành vi lừa đảo, yêu cầu bà Lê Thị Kim Trang, ngụ tại thành phố Vũng Tàu, chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng. Cảnh giác, bà Trang đi trình báo cơ quan công an về vụ việc. Đối với tôi là tôi thừa biết, không đơn giản. Tiền ở đâu mà mình dễ dàng mình đưa cho một người chưa một lần gặp mặt, chưa một lần giao tiếp, chưa biết lý lịch là gì, ở đâu đâu, xe gì đó. Chỉ trao đổi qua lại một vài câu nói là bâng quơ trên mạng thôi mà bao nhiêu tiền của đưa cho người ta để rơi vào một cái cầm bẫy mà coi như là không thể lường được. Bên cạnh các vụ lừa đảo qua mạng, lực lượng công an ở nhiều địa phương trong cả nước còn triệt phá những đường dây tội phạm công nghệ cao mà nổi lên thời gian gần đây là cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng. Không những là nó chỉ có nhằm mục đích là chống phá đảng cách mạng nhưng mà nó lại vụ lợi về cá nhân của nó nữa. Cho nên cái nguy hiểm ấy chúng ta cần phải ngăn chặn. Tôi thấy cái chiều đó là một vấn đề rất là nguy hiểm. Cho nên mọi người dân đó, là cần phải nào mà nêu cao cái cảnh giác. Khi xem mạng là phải phân biệt được cái nào là cái đúng, cái sai. Hầu hết chứng cứ hành vi lừa đảo qua mạng là dữ liệu điện tử lưu trữ trên máy tính. Mạng Internet do nước ngoài quản lý, nên công tác thu thập bảo quản và chuyển hóa chứng cứ bị hạn chế, thậm chí nhiều trường hợp không thu thập chuyển hóa. Các đối tượng thường sử dụng nickname email, thông tin không đầy đủ hoặc giả mạo để giao dịch nên khó xác định nhân thân, địa chỉ thực. Bộ luật hình sự thì có hẳn một chương để quy định về các tội phạm trong lĩnh vực thông tin, mạng viễn thông. Những hành vi này thì thời gian vừa qua là đã gia tăng và có cái tính chất nghiêm trọng. Thì các cái hành vi trên không gian mạng thì nó có thể xâm phạm đến cái độc lập, chủ quyền an ninh quốc gia, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. Mức độ nguy hiểm của cái tội phạm công nghệ cao và trong một cái tương lai gần thì người ta nhận định cái cuộc cách mạng 4.0 càng phát triển thì tội phạm này càng phát triển theo. Mà chúng ta hệ thống pháp luật chúng ta chưa tốt thì rõ ràng cái tội phạm này đây là một cái vùng đất rất màu mỡ mà cho loại tội phạm này trong tương lai phát triển rất mạnh. Pháp luật Việt Nam một thời gian dài không có hành lang pháp lý để kiểm soát môi trường mạng, càng tạo kẽ hở cho tội phạm công nghệ cao. Vì vậy, việc ra đời của luật an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay là vô cùng cần thiết. Thưa quý vị, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu và ông Hoàng Phủ Thảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa có buổi tiếp 13 hộ dân bị thu hồi đất cho dự án khu tái định cư 10 ha nằm trong khu tái định cư 58 ha thuộc phường 10 thành phố Vũng Tàu. Đối thoại với lãnh đạo thành phố, các hộ dân kiến nghị hai nội dung: chính quyền thành phố thực hiện đúng trình tự thủ tục về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư 10 ha thành phố Vũng Tàu. Việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong buổi tiếp các hộ dân có đất bị thu hồi cho dự án khu tái định cư, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vũng Tàu, đơn vị được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu giao nhiệm vụ rà soát, đo đạc, kiểm đếm, có ý kiến, yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là không có cơ sở. Bởi đất của các hộ dân sử dụng hiện nay đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho công ty Lâm viên Cây Xanh năm 2007.
Mặt khác, các hộ chuyển nhượng đất trong thời điểm từ năm 2009 đến 2011 và xây dựng nhà ở vào năm 2014 đến 2015, tức là sau khi đã có quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh vào năm 2004 và quyết định hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2007, là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu nhấn mạnh, việc người dân tự ý nhận chuyển nhượng đất bằng giấy tay sau khi có quyết định phê duyệt bồi thường là sai quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu Công an thành phố Vũng Tàu tiếp nhận và xác minh các loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất. Thanh tra thành phố Vũng Tàu phối hợp với các phòng chuyên môn và địa phương rà soát kiểm tra quy trình thủ tục mua bán đất có đúng với quy định của pháp luật hay không. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu ngay trong tháng 7. Khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn huyện là hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Long Điền. Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, hoạt động khám chữa bệnh cho người cao tuổi được câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Long Điền thực hiện lồng ghép với hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo chỉ đạo của Sở Y tế. Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên được Sở Y tế tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, nhiều cụ khi đi khám sức khỏe quên mang theo hoặc không có thẻ bảo hiểm y tế không được cấp thuốc. Điều này khiến cho các cụ không mặn mà với hoạt động chăm sóc sức khỏe này. Năm 2017, toàn huyện Long Điền có gần 900 cụ trong danh sách khám sức khỏe định kỳ, nhưng số cụ đến khám chưa đến 50%. Năm nay, đến các trạm y tế để khám sức khỏe định kỳ, các cụ phấn khởi hơn. Ngay sau khi được bác sĩ kiểm tra và xác định bệnh, tất cả các cụ không có thẻ bảo hiểm y tế đều được cấp thuốc từ nguồn thuốc do câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Long Điền vận động được. Tôi thấy là rất tốt, năm nay là làm nó rất khác hơn là các năm. Mà dân người ta đi người ta được thuốc á, có thuốc cấp thuốc người ta đi. Thì tôi rất cảm ơn về cái chế độ và cũng là cảm ơn cái tuổi trẻ đã có cái sự quan tâm đến tuổi già và đã nhận được thuốc mà không có phải chi trả. Cảm ơn. Năm nay trên địa bàn huyện Long Điền có hơn 850 cụ được khám sức khỏe định kỳ. Sau 2 ngày tổ chức khám, 12 và 13 tháng 7, đã có hơn 2/3 tổng số các cụ đã đến các trạm y tế xã để khám sức khỏe. Trong đó, gần 60 cụ đã được câu lạc bộ thầy thuốc trẻ cấp thuốc miễn phí. Hàng năm là đi khám sức khỏe cho người cao tuổi, thì đúng thường là khám sức khỏe là không có cấp thuốc, nhưng mà những người cao tuổi họ đi là họ nghĩ là khám là để được cấp thuốc. Đó, cho nên là lúc đó là cái năm đầu là có khám nhưng mà cấp thuốc theo cái diện bảo hiểm y tế. Rồi từ cái chỗ đó là có những người không có thẻ bảo hiểm y tế, rồi những người họ quên đem đi thì rất là phiền. Thì khám sức khỏe và lồng ghép vô cái khám cấp thuốc cho những người cao tuổi đó là để cho họ lúc nào họ cũng quan tâm tới cái việc khám sức khỏe định kỳ của họ. Và họ được họ luôn được cái niềm tin là được coi như là được quan tâm tới sức khỏe để mà họ đi khám định kỳ. Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018, bên cạnh hoạt động cấp thuốc miễn phí cho các cụ, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Long Điền sẽ tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí tại nhà cho những cụ có sức khỏe yếu không thể đến khám tại trạm y tế. Thưa quý vị, thạc sĩ công nghệ hóa Châu Nhật Bằng sinh năm 1985, công tác tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Việt Sopetro đã được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vinh danh năm 2017 vì những thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo. Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Quốc gia Volgograd của Nga theo chương trình học bổng của Chính phủ Việt Nam, Châu Nhật Bằng về công tác tại khoa hóa dầu Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi có lẽ do không có duyên với bục giảng nên chỉ một năm sau, Bằng về đầu quân cho phòng nghiên cứu vận chuyển dầu khí, Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Việt Sopetro. Theo Bằng thì được làm việc ở phòng nghiên cứu vận chuyển dầu khí, Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế là điều kiện để anh cọ sát thực tế, nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn những sáng kiến, sáng chế phục vụ cho ngành dầu khí. Nhận nhiệm vụ tại phòng nghiên cứu vận chuyển dầu và khí, Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Liên doanh Việt Nga Việt Sopetro, Thạc sĩ Châu Nhật Bằng đảm nhận vai trò nghiên cứu hiệu quả các loại hóa phẩm xử lý dầu và tối ưu định lượng các loại hóa phẩm này trong hoạt động khai thác dầu.
nghiên cứu đảm bảo dòng chảy của các sản phẩm khai thác cũng như gas slip và bơm ép trong các tuyến ống dẫn trên các mỏ của Vietropetro. Bằng còn cùng các đồng nghiệp của phòng phối hợp với các phòng ban khác nghiên cứu đánh giá xử lý nguy cơ sự cố trong thu gom xử lý vận chuyển dầu khí, tính toán xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thu gom xử lý và vận chuyển dầu khí tại những công trình mới trên biển và tham gia báo cáo khoa học hàng năm về công tác thu gom xử lý và vận chuyển dầu khí. Với nền tảng kiến thức được đào tạo từ ngôi trường uy tín, Bằng đã nhanh chóng làm quen với công việc và từ đó nảy sinh thêm nhiều ý tưởng mới. Được lãnh đạo các cấp khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi, chỉ sau 3 năm về làm việc tại Vietropetro, Bằng cùng các cộng sự đã nghiên cứu thành công và ứng dụng vào thực tiễn nhiều sáng kiến, làm lợi cho đơn vị gần 103.000 đô la Mỹ. Trong số này phải kể đến sáng kiến sử dụng hỗn hợp nước và khí trong quá trình bơm rửa để nâng cao hiệu quả tẩy rửa lắng đọng paraffin trong đường ống dẫn dầu và khí. Thì trước kia cái chi tiêu này được xác định bằng một cái chuỗi phương pháp hóa học rất là phức tạp, là phải tốn thời gian khoảng 5 ngày và dùng dung môi độc hại như benzen. Thì khi mà áp dụng cái phương pháp mới thì rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 15-20 phút thôi một cái mẫu và không phải xài dung môi, thì nó thu lợi cũng khoảng 50.000. Giải pháp đã được áp dụng tại xí nghiệp khai thác và xí nghiệp khí từ năm 2016 với hiệu quả tẩy rửa ống dẫn được nâng cao, giảm nhân công do kéo dài thời gian giữa hai lần rửa ống liên tiếp. Giải pháp còn giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến ống dẫn, giảm áp suất tại các ống đứng dẫn dầu và khí, giảm rủi ro trong quá trình vận chuyển, tiết kiệm cho đơn vị mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Để có được thành quả hôm nay, theo Châu Nhật Bằng, do anh được làm việc trong môi trường có tính chuyên nghiệp, kỷ luật cao cùng với những đồng nghiệp giỏi nghề sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm. Bên cạnh đó, sự quan tâm động viên hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể đã tạo động lực thôi thúc anh phải luôn cố gắng để không phụ lòng tin của lãnh đạo đơn vị. Bằng là kỹ sư trẻ mới về phòng này được có 3 năm, nhưng mà cái chuyện là tiếp cận với lại cái công việc là tiếp cận rất nhanh, chăm tìm tòi các cái vấn đề mà phòng phụ trách. Vì thế cho nên là riêng các cái khoản thiết bị thí nghiệm đã tận dụng để làm nghiên cứu được rất nhiều những cái thứ mà đáng lẽ là phải mua thiết bị mới. Hiện Châu Nhật Bằng đang nghiên cứu và sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm 2 đến 3 sáng kiến trong năm 2018. Nhật Bằng mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho Vietropetro trong bối cảnh ngành dầu khí đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Tiếp tục chương trình ngày mới, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức quốc tế trong bản tin Thế giới 360 độ. Indonesia mời nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un dự ASEAN Games. Mỹ đối mặt nguy cơ tấn công mạng nghiêm trọng. Trung Quốc, các biện pháp thuế quan của Mỹ ảnh hưởng đến chuỗi công nghiệp toàn cầu. Một tảng băng trôi 11 triệu tấn đe dọa một ngôi làng ở Greenland. Thưa quý vị, cuối tuần qua, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, bà Federica Mogherini đã đến thủ đô Tripoli của Libya để mở lại phái bộ đại diện ngoại giao và hỗ trợ bảo vệ biên giới của khối này tại quốc gia Bắc Phi. Trong các cuộc hội đàm với giới chức Libya, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, bà Federica Mogherini tái khẳng định sự ủng hộ của EU đối với tiến trình chính trị tại Libya trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc, trong đó có hoạt động chuẩn bị cho các cuộc bầu cử. Ngoài ra, bà cũng thảo luận về việc huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển Libya và đảm bảo an ninh biên giới trên đất liền của nước này. EU cho biết việc khôi phục sự hiện diện ngoại giao của khối tại Libya sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với chính phủ, chính quyền địa phương của nước này và cả Liên Hiệp Quốc. EU đã chuyển phái bộ ngoại giao ở Libya sang thủ đô Tunis của Tunisia năm 2014, trong bối cảnh Libya đang chìm trong xung đột và bất ổn kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với đài truyền hình NHK của Nhật Bản cuối tuần qua, Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo cho biết ông vừa gửi lời mời Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên ông Kim Jong-un tới dự ASEAN Games, Đại hội Thể thao Châu Á vào tháng 8 tới. Đại hội Thể thao Châu Á sẽ diễn ra ở thủ đô Jakarta và thành phố Palembang thuộc đảo Sumatra, Indonesia từ ngày 18 tháng 8 đến 2 tháng 9. Nếu lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên tới dự sự kiện này, thì họ có thể sẽ gặp nhau lần thứ ba sau hai hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4 và tháng 5. Trong khi đó, truyền thông Indonesia đưa tin rằng Tổng thống Moon hiện đang cân nhắc chuyến đi tới Indonesia dự ASEAN Games. Chủ tịch Triều Tiên có dự đại hội thể thao này hay không vẫn là điều bí ẩn. Chuyển sang những tin tức về khoa học và công nghệ.
Thưa quý vị, nước Mỹ phải đối mặt với nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Lời cảnh báo được Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia đưa ra mới đây, trong bối cảnh nguy cơ này ngày càng hiện hữu gần 20 năm sau vụ tấn công 11 tháng 9. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ ông Dan Cross vừa cho biết hiện đang có những dấu hiệu cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nước Mỹ đang bị tấn công từ bên ngoài, trong bối cảnh hệ thống đang xáo trộn. Đó là lý do khiến ông tin rằng an ninh mạng Mỹ đang ở trong tình hình nghiêm trọng. Ông Cross cho biết thêm những mục tiêu như vậy bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức chính quyền và tư nhân các cấp cùng những yếu tố cơ sở hạ tầng quan trọng. Cảnh báo được đưa ra không lâu sau khi Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo. Theo đó, 12 nhân viên tình báo quân đội Nga bị cáo buộc tấn công mạng vào hệ thống máy tính trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016 của ứng viên Hillary Clinton và các tổ chức của đảng Dân Chủ. Anh vừa cho ra mắt tàu pháp ăn mới mang tên RRS Sir David Attenborough. Đây là con tàu dân sự lớn nhất được đóng tại Anh trong 30 năm qua. Tên con tàu được đặt theo tên nhà khoa học Sir David Attenborough. Tàu được đóng tại xưởng Capella ở Birkenhead, nặng 10.000 tấn và có khả năng phá vỡ lớp băng dày tới hàng mét. Hội đồng nghiên cứu môi trường quốc gia Anh đã biên chế tàu này cho đội nghiên cứu Nam Cực. Với độ dài lên tới 129 mét, tàu này đủ sức chứa cho 90 nhà khoa học. Ông Attenborough nêu rõ, con tàu trị giá 256 triệu đô la Mỹ này sẽ cho phép các nhà khoa học Anh tiếp tục công tác nghiên cứu tại Bắc Cực và Nam Cực trong nhiều thập niên tới. Chuyển sang thông tin kinh tế. Thưa quý vị, thúc đẩy một cuộc chiến thương mại sẽ không thể giúp giải quyết tranh chấp thương mại mà còn gây tổn hại cho chuỗi công nghiệp toàn cầu, do đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nhận định này vừa được giới chuyên gia kinh tế Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến các động thái áp thuế của Mỹ vẫn chưa có hồi kết, khi Washington đe dọa sẽ tiếp tục tăng mức áp thuế trong tương lai nếu Bắc Kinh trả đũa. Ông Zhu Min, hiệu trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Quốc gia thuộc Đại học Thanh Hoa vừa cho biết, việc Mỹ mới đây quyết định áp đặt mức thuế bổ sung với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc không những tác động đến kinh tế toàn cầu mà còn làm trầm trọng thêm các bất ổn thương mại trong chính nước Mỹ. Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai của Mỹ. Việc Mỹ áp thuế hàng hóa Trung Quốc cũng khiến chỉ số lòng tin tiêu dùng Mỹ trong tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua, do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp trên đối với kinh tế Mỹ. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cũng từng cảnh báo việc Washington áp thuế lên hàng hóa của Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Quý vị đừng bỏ qua những thông tin văn hóa và giải trí mà chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị ngay sau đây nhé. Liên hoan quốc tế CEDAS năm 2018, đại nhạc hội mùa hè được tổ chức thường niên tại Liban vừa khai mạc với đêm nhạc giàu cảm xúc của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Shakira. Đây là đêm nhạc vô cùng ý nghĩa với cá nhân Shakira khi được hát trên chính quê hương mình giữa hàng chục ngàn khán giả yêu thương. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Shakira đã có một đêm nhạc bùng nổ với sự cổ vũ nhiệt tình từ 12.000 người hâm mộ trên chính quê hương Tanjorin, phía bắc Liban, nơi cha cô sinh ra và lớn lên. Cũng chính vì được biểu diễn trên mảnh đất cha ông mà dường như nữ ca sĩ người Colombia này cuồng nhiệt và sung sức hơn rất nhiều. Còn người hâm mộ thì thực sự mãn nhãn và được đắm mình trong không gian âm nhạc sôi động. Shakira đã trình diễn các ca khúc trong album thứ 11 của cô El Dorado được phát hành năm ngoái, cũng như các ca khúc kinh điển như Estoy Aquí và Everywhere, Wherever. Thậm chí còn có màn múa bụng cực kỳ ấn tượng khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Shakira được sinh ra ở Colombia, mẹ cô là người Colombia và cha cô là người gốc Liban. Một tảng băng trôi 11 triệu tấn đang neo đậu sát ngôi làng nhỏ trên đảo Inuit Tây Bắc Greenland đe dọa cuộc sống của 169 người dân nơi đây. Hiện tại số phận của những người dân này phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Nếu một cơn gió mạnh nổi lên vào đúng thời điểm, tảng băng nói trên có thể trôi dạt ra nơi khác theo hướng vịnh Baffin mà không gây bất cứ thiệt hại nào. Tuy nhiên, nếu mẹ thiên nhiên mang theo mưa và khí hậu đủ ấm, tảng băng này có thể tan chảy ra. Khi đó, một phần nước từ nó sẽ đổ ra biển và phần còn lại sẽ trút xuống ngôi làng hệt như một cơn sóng thần ập đến, gây thiệt hại nghiêm trọng. Đến nay, 33 người đã sơ tán đến những nơi an toàn hơn trong đất liền. Những người còn lại đang được khuyến cáo rời xa tảng băng trôi. Quý vị vừa theo dõi những thông tin quốc tế được chúng tôi cập nhật trong bản tin Thế giới 360 độ. Trở lại với thông tin ngày mới là những tiêu điểm được các trang báo đề cập hôm nay. Báo Thanh Niên hôm nay có bài Phát triển du lịch quên du khách.
Du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, được nhiều địa phương tập trung đẩy mạnh, được nhiều doanh nghiệp rót vốn đầu tư. Thế nhưng Việt Nam hầu như chưa có những nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu của du khách. Họ muốn gì khi tới Việt Nam? Điều gì khiến họ phiền lòng? Làm thế nào để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi? Hầu như bị ngành du lịch bỏ ngỏ. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, ngành du lịch Việt Nam cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá, tìm hiểu nhu cầu tại thị trường. Nếu không nhanh chóng tỉnh giấc, số lượng du khách tăng trưởng quá nhanh sẽ trở thành con dao hai lưỡi, kéo theo nhiều hệ lụy xấu đến ngành du lịch Việt Nam nói riêng, cũng như tác động đến nền kinh tế xã hội môi trường của nước ta. Ngổn ngang dự án sân bay Long Thành, bài viết được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án đang được người dân tỉnh Đồng Nai cũng như cả nước quan tâm, vì khi hoàn thành dự án sẽ nâng tầm phát triển mọi mặt tại địa phương cũng như vùng lân cận. Nhưng hiện khâu giải tỏa mặt bằng, bố trí công việc làm, khu tái định cư cho người dân vùng dự án đều gặp nhiều khó khăn, nên hiện dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Liên quan đến việc một số đảng viên ở quận Cái Răng, Cần Thơ bức xúc trước việc đảng ủy các phường ở đây có thông báo đến các chi bộ trực thuộc lập danh sách những đảng viên có dùng Facebook, Zalo, báo Vietnamnet vừa đăng tải thông tin giải thích từ phía cơ quan chức năng. Theo Ban Tuyên giáo thành phố Cần Thơ, hiện trên mạng xã hội có nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nên Ban Tuyên giáo có chỉ đạo nội bộ cho trưởng Ban Tuyên giáo các quận, huyện để nắm thông tin, đấu tranh các quan điểm sai trái. Tuy nhiên, có thể quận Cái Răng không hiểu hoặc hăng hái quá lại đi nắm địa chỉ Facebook, Zalo của cán bộ đảng viên. Ban Tuyên giáo thành phố sẽ làm việc cụ thể với các phường về vấn đề này. Ở lĩnh vực giáo dục, trên báo Dân Trí có bài viết thí sinh loay hoay trước khi điều chỉnh nguyện vọng. Hiện nay, hầu hết các thí sinh phụ huynh đều chung tâm trạng lo lắng, phân vân, không biết có nên đổi nguyện vọng hay không. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, chuyên gia tư vấn tâm lý giáo dục, tỷ lệ đậu vào các trường đại học năm nay sẽ có nhiều biến động, đồng nghĩa sẽ có nhiều cơ hội phù hợp với từng mức độ điểm khác nhau. Phụ huynh thí sinh không nên nóng vội, xem xét từ từ các trường trong cùng nhóm ngành xét tuyển, phân loại từ cao đến thấp, đồng thời dựa vào đó để đăng ký thứ tự nguyện vọng, phân bổ hợp lý, thì đậu đại học là không xa vời. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 29 hồ chứa nước với tổng dung tích trên 316 triệu mét khối. Trong đó, Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi quản lý 17 hồ. Hầu hết các hồ chứa nước đã được khai thác hiệu quả, phát huy được năng lực thiết kế và góp phần quan trọng cho việc sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Thế nhưng thực tế cho thấy, hầu hết hồ chứa nước do đã sử dụng hàng chục năm mà việc duy tu nạo vét lại không được chú trọng, nên nhiều công trình hiện xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, nhất là trong mùa mưa bão. Và theo dự báo, năm 2018, mùa mưa bão tiếp tục có diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho các hồ thủy lợi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các sở ngành địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp bảo vệ an toàn các hồ chứa nước, hồ thủy lợi. Hầu hết hồ chứa nước, hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố. Điều này minh chứng qua nhiều vụ việc liên quan đến hồ đập vào mùa mưa 2017, vỡ hồ Gia Huét do nước tràn hồ, hồ suối Dầu không còn đủ dung tích lẫn sức chịu áp lực nước, buộc ban quản lý công trình phải xả lũ khẩn cấp. Đập sông Dinh cũng bị tràn bờ vì bị bồi lấp nhiều năm. Đề nghị với chính quyền cấp trên thì nạo vét kênh mương cho nó thông thoáng hơn, rồi bảo trì cho nó khỏi có thất thoát về cái nguồn nước. Là do cái nguồn nước nó đi chậm, là do không có nạo vét. Nạo vét không thường xuyên là nó bị tắc nghẽn thôi. Cũng đề nghị bên hồ Xuân Mộc, bên khai thác thủy lợi hồ Xuân Mộc là nạo vét thường xuyên và tu bổ những cái đoạn mương bị tắc nghẽn. Sự cố liên quan đến hồ đập thủy lợi tại Bà Rịa Vũng Tàu những năm gần đây chủ yếu do các công trình thủy lợi đã sử dụng 2 đến 30 năm mà vẫn chưa được sửa chữa nạo vét. Lòng hồ bồi lấp nên mùa nắng thiếu nước, còn mùa mưa dễ chảy tràn, dễ vỡ. Nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh mất dần vai trò phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo kết quả kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, 10 trong tổng số 17 hồ chứa nước do Trung tâm Khai thác Quản lý các công trình thủy lợi tỉnh quản lý đã xuống cấp, độ an toàn thấp, nguy cơ xảy ra vỡ hồ vào mùa mưa rất lớn. Cũng thường xuyên kiểm tra, theo dõi lượng mưa, trữ lượng nước các hồ, kiểm định, kiểm tra có thấm và đạp không. Các hồ cũng có kế hoạch thì kiểm tra rồi cái nào mà còn an toàn thì mình tiếp tục sử dụng, không an toàn thì mình sẽ kiến nghị là sửa chữa nâng cấp.
Để đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng ý bố trí vốn cho dự án xây mới đập tràn xả lũ hồ chứa nước Giao Hét 1, nâng cấp một số hồ chứa nước. Ban quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án. Thời điểm này, trữ lượng tại 17 hồ chứa nước trong tỉnh đạt 40-50% dung tích thiết kế. Áp lực nước với hệ thống hồ chứa nước khi có mưa lớn còn biên độ rất rộng. Tuy nhiên, theo dự báo, mùa mưa năm nay thời tiết rất cực đoan và có xu hướng nhiều mưa, mưa rất to, nguy cơ mất an toàn hồ đập chắc chắn cũng rất lớn. Chủ động phòng tránh mưa bão, Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi thường xuyên kiểm tra hồ chứa nước, bảo dưỡng các cửa van. Quy trình điều tiết xả lũ khi nước hồ dâng cao cũng được các trạm thủy lợi thực hiện nghiêm theo kế hoạch mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt riêng cho từng hồ. Trung tâm còn phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh và các cơ quan truyền thông để nắm bắt, đồng thời chuyển tải đến người dân thông tin kịp thời mọi diễn biến của thời tiết. Tường Vi có nhận thấy là trong thời gian qua thì ảnh hưởng từ các hồ thủy lợi đối với vùng hạ lưu là rất lớn không? Có thể nói là mất an toàn hồ đập trong mùa mưa bão còn là nỗi ám ảnh đối với người dân vùng hạ lưu nữa chứ, như là trong mùa mưa bão năm 2017. Mưa bão thì hoàn toàn không thể lường, không thể tránh, nhưng mà chúng ta có thể chủ động giảm thiểu thiệt hại bằng ý thức, bằng nhiều giải pháp đồng bộ mà đúng không? Nên là với sự chủ động của ngành chức năng, ý thức ứng phó của cả cộng đồng, chúng ta hy vọng các công trình thủy lợi nói chung và hồ chứa nước nói riêng trong mùa mưa bão năm nay có thể tiết giảm tối đa mức độ thiệt hại nếu vẫn có sự cố xảy ra do mưa bão. Thưa quý vị, tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2017, có nhiều sáng kiến khởi nghiệp được các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm. Trong số các giải thưởng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, có một mô hình được đánh giá khá cao, đó là mô hình trồng cộng sinh cây hoài sơn, giúp nhà nông thu về lợi nhuận hàng tỷ đồng. Mô hình trồng hoài sơn theo phương pháp cộng sinh mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị ngay sau đây có gì đặc biệt? Mời quý vị cùng theo dõi. Mất 7 năm mày mò nghiên cứu, chọn lọc hơn 20 giống hoài sơn, anh Lâm Ngọc Nhâm, hợp tác xã nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc đã chọn được giống cây hoài sơn cho năng suất và chất lượng cao. Tận dụng 1 hecta vườn tiêu của hợp tác xã, năm 2017, anh Nhâm trồng thương phẩm hoài sơn theo phương pháp trồng cộng sinh và thu được trên 50 tấn. Mỗi củ hoài sơn trưởng thành có đường kính từ 27 đến 30 cm, chiều dài từ 60 đến 1,2 m. Thì đây là một trong những cái mà mô hình để tạo cho cái cây cộng sinh giúp cho cây tiêu cho nó năng suất hơn. Thí dụ như trồng tiêu thì chỉ được thu tiêu. Nhưng còn ta trồng cộng sinh cái củ hoài sơn này thì chúng ta có thể trồng cộng sinh với nó suốt đời và không cạnh tranh dinh dưỡng cũng như không ảnh hưởng gì đến hai cái cây này. Để cải tiến kỹ thuật cây trồng cho năng suất cao, anh Nhâm còn biến chiếc máy cày trở thành máy đào và đảo phân. Kết hợp với sử dụng phân chuồng hữu cơ nên chất lượng củ được đảm bảo. Việc trồng cộng sinh loại cây hoài sơn trên vườn tiêu còn giúp tạo thảm thực vật dày, bảo vệ thoát nước cho cây tiêu hiệu quả. Ngược lại, cây hoài sơn là loại thân leo mềm, ưa mát, trồng cộng sinh trong vườn tiêu cũng giúp cây phát triển tốt hơn. Phương pháp thu hoạch thì theo truyền thống thì người ta phải đào cái củ hoài sơn này nó sâu cả 1 mét, 80 đến 1 mét, có khi đến 1 mét 2. Nhưng mà cái giống này thì không, khi mà mình lựa chọn, mình tuyển chọn, mình cho nó lai tạo thì mình nó sẽ còn khoảng 1 mét, 80 đến 1 mét thôi. Thì mình không chế ở cái chiều sâu là như vậy. Thì mình đào thì mình cũng phải dùng bằng máy. Sau này mình sẽ sử dụng cái bộ hệ thống máy. Máy thì mình cũng phải nhập từ nước ngoài, nhưng mà về mình cải tiến một số cho nó phù hợp với mình. Tôi thì muốn phát triển cái mô hình này theo một cái cánh đồng mẫu lớn mang tên Bầu Mây để cho cái cộng đồng để cùng phát triển về tiêu và hoài sơn cũng như nông sản của Việt Nam để trở thành một trong những nông sản có nền hữu cơ bền vững. Với đề tài nghiên cứu trồng cộng sinh hoài sơn mang lại hiệu quả kinh tế cao, năm 2017, mô hình này đã đạt giải khuyến khích tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cây hoài sơn hay còn gọi là củ mài là loại cây mọc tự nhiên ở khắp những vùng rừng núi trên cả nước. Gần đây thì nhiều nông dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thử nghiệm và trồng thành công loại cây này, đem lại thu nhập cao.
Theo chủ nhân của mô hình, ngoài có thể trồng cộng sinh với tiêu, thì giống cây này còn trồng được với nhiều loại cây trồng khác như là ổi, cam, quýt và các cây ăn quả khác. Hiện nay, Hoài Sơn cũng được sử dụng làm thuốc bổ ngũ tạng, mạnh gân xương và dùng chữa người có cơ thể suy nhược, một số bệnh đường ruột và nhiều bệnh lý khác về tiêu hóa hay là bài tiết. Bây giờ là giữa tháng 7 và một năm học mới lại sắp bắt đầu rồi đó Nhật Vinh. Ừ, đúng là như vậy. Thị trường năm học mới thì cũng đã khởi động. Mà nói đến năm học mới thì có nghĩa là mọi phục vụ cho năm học đều mới phải không Tường Vy? À, một trong những cái mới trước tiên là đồng phục mới. Mời quý vị chia sẻ thông tin cùng chúng tôi. Những ngày này tại các cửa hàng bán quần áo may sẵn, đồng phục học sinh được trưng bày ngày càng nhiều, nhất là đồng phục học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Đồng phục học sinh những năm gần đây chủ yếu là áo sơ mi trắng, váy hoặc quần xanh đậm, quần áo thể dục được may theo quy chuẩn của trường học. Giá mỗi bộ đồng phục tùy thuộc vào chất liệu vải. So với mọi năm, giá đồng phục học sinh năm nay tăng nhẹ, dao động từ 5.000 đến 7.000 đồng một cái và nguồn cung chủ yếu từ các cơ sở may mặc trong tỉnh. Mà chất liệu hàng thì nó đều là chất liệu của vải cá tê siêu, hàng đẹp, quần hàng đẹp, người dân ta sử dụng năm nào ta cũng quay lại ta mua. Năm nay thì đa dạng mẫu mã, mỗi năm một mẫu mã khác nhau. Giá cả thì năm nay thì ở năm ngoái thì 110, năm nay 120 một bộ. Quần áo năm nay nó cũng giảm, bán toàn khách quen thôi chứ khách giá ít. Đồng phục nam và nữ bậc tiểu học có giá từ 90.000 đến 95.000 đồng một bộ. Áo đồng phục học sinh trung học cơ sở có giá từ 70.000 đến 75.000 đồng một cái, tăng thêm 5.000 đồng một cái so với năm vừa qua. Quần tây giá 110.000 đến 130.000 đồng một cái tùy vào chất liệu vải. Đối với đồng phục thể dục có giá từ 100.000 đến 120.000 đồng một bộ. Mẫu mã phong phú, giá cả chỉ tăng nhẹ so với năm trước đã tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh mua sắm đồng phục cho con em mình trong năm học mới. Cùng với quần áo đồng phục học sinh thì vào thời điểm này tại các cửa hàng, siêu thị, nhà sách, thị trường sách giáo khoa, tập vở, cặp sách hay là đồ dùng học tập phục vụ cho năm học mới cũng khá sôi động. Đồ dùng học sinh năm nay đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại, chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Ghi nhận tại một số nhà sách, siêu thị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cho thấy, thị trường tập vở học sinh hiện nay khá đa dạng về thương hiệu, phong phú về mẫu mã và chất lượng tốt đồng đều. Tất cả các chủng loại tập trên thị trường đều có giấy trắng sáng, dòng kẻ rõ ràng, mực in đẹp mắt, thậm chí có loại có tác dụng chống lóa nên được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Nhìn chung, giá các loại tập năm nay không đổi so với năm trước và tùy thuộc vào kích cỡ, số lượng trang mà có mức giá dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng một quyển 100 trang, tập 200 trang từ 10.000 đến 25.000 đồng một quyển. Các thương hiệu tập được chọn mua nhiều nhất là thế hệ mới, Hồng Hà. Để thu hút khách hàng, một số cửa hàng siêu thị còn áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá nhân mùa tựu trường. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 16 tháng 7, thời tiết xấu đang duy trì trên cả đất liền và vùng biển của cả nước. Trên đất liền, mưa dông diễn ra nhiều nơi, có nơi còn kèm theo hiện tượng gió giật mạnh. Ban ngày trời âm u, đôi lúc có nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Thời tiết trên biển tiếp tục có mưa dông mạnh kèm theo các hình thái thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong những ngày qua, do thời tiết xấu nên đã xảy ra một số vụ tai nạn trên biển. Trong những ngày tới, thời tiết biển vẫn chưa thể tốt lên nên bà con ngư dân cần đặc biệt lưu ý. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời nhiều mây có mưa rào và dông, đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4 cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo thời tiết xấu, trời nhiều mây có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, trên biển gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh. Thời tiết không thuận lợi cho hoạt động đánh bắt, bà con ngư dân cần đặc biệt lưu ý. Tại Vũng Tàu ngày 16 tháng 7 năm 2018, mực nước cao nhất 380 cm xuất hiện lúc 4 giờ, thấp nhất 0 cm xuất hiện lúc 21 giờ 30 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.